Ngày hôm qua, lãnh đạo các quốc gia khu vực Bắc Âu, Baltic và Ba Lan đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Hafsan của Thụy Điển với chương trình nghị sự tập trung vào tình hình an ninh khu vực và cuộc xung đột tại Ukraine. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Estonia, Latvia và Ba Lan. Litva không cử đại diện tham dự do đang trong quá trình thành lập chính phủ mới. Tại hội nghị, các bên cam kết tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine, trong đó bao gồm ngành công nghiệp quốc phòng. Theo đó, các nước sẽ đầu tư nhằm vận chuyển thêm đạn dược cho Ukraine. Trong một tuyên bố sau hội nghị, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng nhấn mạnh châu Âu cần có trách nhiệm nhiều hơn trong vấn đề an ninh khu vực. Theo thống kê, tổng giá trị các khoản hỗ trợ cho Ukraine từ nhóm các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Ba Lan đã lên tới 24 tỷ euro, và đây cũng là mức đóng góp cao thứ hai chỉ sau Mỹ.